muôn dân bản ta bỏ cái thứ ngô treo đèn thật à? Vâng ạ. Phải bỏ cái cách trồng ngô treo đèn cũ đi thì dân bản ta mới xóa được cái đói, giảm được cái nghèo ông ạ. À, ta tìm bộ đội nói. Nhưng mà... Mà sao cơ ạ? Nhưng mà ta quen trồng ngô theo cách cũ mất rồi. Con biết già ạ. Nhưng cũng vì thói quen đó mà người bản ta cứ nghèo mãi đấy già bản ơi. Muốn cho trong nhà lúc nào cũng sẵn có cái để ăn, để thành hàng hóa bán đi được, lấy tiền mua sắm những thứ cần thiết, thì già bản phải giúp con thuyết phục dân bản từ bỏ cách canh tác cũ đi thôi. Bộ đội muốn tôi giúp bộ đội à? Già bản ơi, dân bản không tin, không nghe theo lời già bản, rồi trưởng bản và cả đồn biên phòng chúng con nữa, thì biết nghe ai, có đúng thế không ạ? Tôi cũng muốn giúp bộ đội biên phòng lắm ấy, nhưng mà chỉ sợ dân bản nó không nghe. Già bản ơi, dân bản không tin, không nghe theo lời già bản và không nghe theo lời bộ đội biên phòng thì còn biết tin ai nữa. Ta biết, dân bản ta thích cái gì là thích đến cùng. Chẳng lẽ dân bản ta cứ thích sống mãi với cái nghèo đói như thế này hay sao hả già? Ây da, ta muốn cũng khó mà giúp bộ đội biên phòng lắm mà. Khó thì cũng phải giúp chúng con, vì đây là chủ trương xóa đói giảm nghèo của Đảng và Chính phủ. Có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không? Anh Lê Linh, mời anh vào nhà. Lâu ngày không gặp, thấy Mị khác quá. Bộ đội thấy Mị xấu lắm sao? Không, Mị xinh như trăng rằm ấy. Mị không dám đâu, Mị xấu lắm. Mọi người đi đâu hết rồi Mị? Bố mẹ đi vận động bà con trồng giống ngô của bộ đội đó. Lường vất vả cho trưởng bản quá. Anh muốn ở đây bắt kẻ xấu thật sao? Sao Mị biết? Cái đó không quan trọng, chỉ cần anh Lường Inh trả lời thật với Mị thôi. Đúng vậy, một số kẻ xấu trong bản Mị đã buôn bán ma túy. Hôm nọ bộ đội biên phòng có bắt được, tên cầm đầu đã khai vậy. Mị biết một số kẻ xấu trong bản mình hay tụ tập bên hang đá trong rừng đó. Thật sao? Mị thấy chúng bàn bạc với nhau nhiều thứ lắm. À, và còn mang nhiều tiền nữa. Mị có thể dẫn mình lên chỗ đó được không? Để mai Mị lên rừng xem chúng còn tụ tập ở đó không, rồi báo với bộ đội Lương Inh. Cảm ơn Mị quá. Mị biết bọn chúng chứ? Chúng ở cùng bản với Mị mà. Không có gì đâu, hắn về tuyên truyền trong bản trông giống ngô mới mà. Thế à? Ừ. Sao mày biết? À, thì hôm qua tao mới nghe thấy trưởng bản thông báo với dân bản mà. Trời ơi, thì chúng mình cứ hưởng thụ cái đã, rồi chuyện đến đâu tính sau. Đúng quá chứ lẹ. Này, dù sao thì cũng phải cẩn thận, thằng thắng lẽ vừa bị bộ đội biên phòng bắt đấy. Chỉ cẩn thận.
Những thứ cần mua đã nhớ chưa hả Ánh? Con nhớ rồi mẹ ạ. Con đợi cái Cẩm Mai đi cùng hay sao mà giờ vẫn chưa đi hả con? Con với Cẩm Mai hẹn nhau bên bờ suối mà mẹ. Thế đi cho nó sớm nhé con. Vâng ạ. Con đi mẹ nhé. Ừ. Chị thấy thế nào ạ? Đây là một cái à? Vâng ạ, đây là một cái ạ. Chú lấy mảnh này chứ ạ? Thế chúng tôi người đi xuôi lên chỉ thích mua cái này. Dệt kỹ lắm. Đấy, chị nhìn kỹ vào. Vâng ạ, để em gói cho. Mẹ kìa, tại sao anh lại làm như vậy? Dẫm vào hàng của người ta mà không xin lỗi một câu à? Đúng là đồ... Đồ gì? Thôi, kệ người ta. Anh làm gì mà nhìn như nước chừng người ta vậy hả? Thôi, dọn hàng đi. Tôi xin lỗi. Để tôi đền cô số hàng bị hỏng. Không cần đâu. Anh tên là Cẩm Văn. Còn em... em tên là gì? Anh cứ mặc kệ em. Để giúp cho. Em cảm ơn, cứ kệ em. Có gì đâu mà ơn miêu ạ. Bà em ơi, trông em có vẻ quen lắm. Không hiểu là chúng mình gặp nhau ở đâu rồi nhỉ? Chắc anh nhầm em với ai rồi. Em ơi, nếu mà như anh muốn gặp em thì tìm em ở đâu nhỉ? Này, anh thôi đi, người ta đã có nơi có chốn rồi. Tôi không cần biết, miễn là cô ấy chưa có chồng. Người yêu cô ấy là bộ đội biên phòng đấy. Anh có giỏi thì vào tranh cô ấy đi. Này, có là bố bộ đội biên phòng nhá thì tôi cũng không sợ. Bố tôi đây này, làm quan to ở dưới huyện cơ. Đồ ba quá. Khi nào anh Lương Inh về đơn vị? Mị à, chắc tôi phải đi ngay trong đêm nay. Người yêu anh Lương Inh đẹp lắm phải không? Người yêu của Lương Inh không đẹp bằng Mị. Nhưng Mị biết rồi đó, lời hứa của người dân tộc Thái ta từ xưa đến nay chắc như đinh đóng cột, không thể thay đổi được. Mị hỏi vậy thôi, chứ có bắt anh thay đổi gì đâu. Lương Inh chỉ muốn Mị hiểu cho Lương Inh. Chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau, Mị nhé. Nếu có thời gian, Lường Inh vẫn về thăm Mị mà. Lường Inh nhớ mang cả người yêu lên bản Mị chơi nhé. Mị đồng ý là bạn tốt của Lường Inh nhé. Sắp có chuyến hàng lớn, mày cầm số tiền này đặt cọc với bọn bên kia, đồng thời tìm thuê cho tao mấy thằng dân tộc xuống đây. Đại ca cần tìm chúng nó làm gì ạ? Chúng nó ngây ngây ngô ngô, không khéo hỏng việc của đại ca đấy ạ. Có mày ngây ngô thì khó, tao bảo tìm thì cứ tìm. Dùng mãi mấy thằng đưa hàng cũ, bọn biên phòng nó chả nhẫn mặt ra rồi. Dạ vâng ạ, em biết rồi ạ. Dạ, em chào anh ạ. Việc tao giao cho chúng mày đến đâu rồi? Em đến đây cũng vì chuyện ấy ạ. Dạ thưa anh, bọn nó giao hàng ngay giữa chợ. Hình như là dây của bọn người Mông anh ạ. Chúng nó đi đến đâu? Dạ,
em đang theo bọn nó thì tự nhiên mất hút luôn. Đồ ăn hại. Nếu không vì phải dựa vào bố mẹ mày thì mày chết đói từ lâu rồi em ạ. Dạ em... Thôi biến đi. Dạ. Cần tao gọi. Vâng ạ. Này. Dạ. Cấm để cho bố mẹ mày biết là mày quen tao. Nhớ chưa? Dạ thưa anh. Anh yên tâm ạ. Nếu như bố mẹ em biết thì em chết trước chứ không phải là anh ạ. Ông đã kể nhiều chuyện cho các cháu nghe rồi. Bây giờ chúng ta chuẩn bị tập múa hát để chào mừng chiến thắng Điện Biên Phủ 55 năm. Nào, bây giờ chúng ta tập múa hát nào. À, đứng ngồng ở đây thôi. Inh hát múa đi. Inh là ơi, hai, ba. Inh là ơi, sao non ơi, khắp núi rừng Tây Bắc sang mời. Mùa xuân đến ngàn hoa hè cười. Inh là mùa xuân đến ngàn hoa hè cười. Inh là ơi, sao non ơi, khắp núi rừng Tây Bắc sáng ngời. Mùa xuân đến ngàn hoa hè cười. Inh là ơi, sao non ơi, khắp... Ông ơi, thôi chúng cháu xin phép, có khi múa hát để lần sau ạ. Này, cô đừng chấp thằng cháu tôi làm gì. Vâng ạ. Thôi chúng ta đi về đi, về các em. Đi. Chúng cháu chào ông ạ. Chào ông ạ. Nào, đi gọi các em. Huy, chạy từ từ thôi. Mày làm gì đây? Đây là nhà của mày à? Ông, cháu xin lỗi ông. Ông đừng giận cháu nhá. À, mà ông ơi, cái con bé nhà đầu bản kia kìa. Đấy, nó tên là gì hả ông? Mày có ý định gì vậy? Trông nó ngon lành quá ông ạ. Cháu à, cháu là muốn làm rể nhà đấy ông nhá. Còn ấy mà nó đã có người trao khăn rồi đấy. Ông muốn nói đến thằng bộ đội biên phòng đấy chứ gì. Rồi ông xem, nó sẽ làm cháu dâu của ông đấy. Cháu đi đây. Cậu đảm bảo thông tin đấy là đúng chứ? Em xin lấy tư cách của một chiến sĩ biên phòng ra để đảm bảo ạ. Có lẽ mình phải đưa người lên bản mật phục, phải bắt quả tang chúng nó anh ạ. Như vậy thì mất thời gian lắm. Em thấy thủ trưởng Thái nói đúng. Em sẽ cùng mấy trinh sát nữa đi lên bản. Không được. Các thủ trưởng không tin tôi sao? Cậu còn có nhiệm vụ đặc biệt. Việc này để cho Trung và Sùng Đại Kim chịu trách nhiệm. Rõ. Có đẹp không? Gớm thử nào. Quàng cái khăn này vào. Bố cháu ấy là biếu bác cái áo này. Bố cậu? Vâng. Sao lại biếu quà tôi? Bố cháu ấy là trưởng phòng kinh tế ủy ban nhân dân huyện. Bố cháu bảo là bác phải mặc quần áo thật đẹp thì làm lễ nó mới thiêng được ạ. Trưởng phòng? Vâng. Ôi tỏ thế cơ à? Vâng ạ. Lại còn sùng kính công việc của ta nữa. Quý quá, quý quá. Thế nào, bác thấy thế nào? Đẹp lắm. Để cháu mặc thử cho bác nhá. Nào chui vào đây. Chui vào. Chui vào. Nâng cái tay này lên. Đây, kéo xuống. Kéo cái này xuống, kéo. Kéo cái này xuống, kéo, kéo. Được rồi, quàng cái khăn này vào. Tóc ta phải vuốt viết đàng hoàng vào. Quay một vòng xem nào. Bác thấy có đẹp không? Đẹp, đẹp lắm. Bố cháu bảo ấy, bác mà mặc không vừa, bố cháu sẽ bảo thợ may may cho bác một bộ khác hoành tráng hơn. Ôi, không ngờ bố cậu bận nhiều việc quan mà vẫn tôn trọng lò duyên này đến thế. Quý quá, quý quá. Bác ơi, bác ơi. Hả? Cháu bảo bác này. Cháu muốn tìm hiểu con gái bác có được không ạ? Trai chưa vợ, gái chưa chồng, có khó gì đâu. Con gái tao ấy là bông hoa rừng đang chờ người đến ngát. Bác ơi, sao bảo em ấy nhà mình có người yêu là bộ đội biên phòng rồi cơ mà. Ôi dào, tao đã thấy chúng nó nói gì đâu. Mà con gái tao ấy, tao bảo nó lấy ai, nó phải lấy người đấy. Nhưng cháu nghe nói
bây giờ con gái liệu có chịu để cha mẹ sắp đặt không? Lời của Mo này chắc như đinh. Vâng. Nó về. Đây. Dạ, cháu về đã bác nhá. À. Bố à? Bố ơi. Bố, sao bố lại cho Cầm Văn vào nhà? Mày nói cái gì đây? Bố thừa biết là con không ưa Cầm Văn mà. Thằng Cầm Văn mang quà đến cho tao mà. Cái gì ạ? Mày xem, đẹp không? Đẹp lắm. Bố thằng Cầm Văn biếu tao đấy. Giời ơi, sao bố lại nhận quần áo của người ta? Bố à, Cầm Văn là người xấu xa lắm. Bố nhận... Ai bảo mày thằng Cầm Văn là đứa xấu? Ông nó là lão thành cách bạn, bố nó là quan chức nhà nước. Thằng Cẩm Văn không thể là đứa xấu được. Mà tao quý nó rồi đấy, hiểu chưa anh? Nhưng con không ưa Cẩm Văn thật mà bố. Thôi, không nói nữa. Hai bố con có chuyện gì thế? Tôi đang lo chuyện tình duyên của chúng nó. Ngồi vào đây con. Anh à, bố hỏi thật con nhá. Có phải con cùng với thằng Lường Inh muốn nên vợ nên chồng phải không? Vâng ạ. Nhưng sao bố lại hỏi con như thế? Theo bố, con không nên chọn thằng Lường Inh làm chồng, con gái à. Bố ấy à, người Thái ta xưa nay có bao giờ cha mẹ can thiệp vào chuyện tình duyên của con cái đâu mà. Này, bà không được dạy khôn tôi. Tôi là Mo Mường, giỏi nhất vùng này đấy, hiểu chưa? Bố à, anh Lường Inh có gì xấu mà bố lại không ưa anh ấy? Không phải là bố không ưa thằng Lường Inh, nó là đứa tốt. Nhưng nếu con lấy thằng Lường Inh thì khổ lắm. Mà bố lại không muốn con sống khổ, sống sợ. Con khổ thế nào cơ? Lường Inh nó là bộ đội biên phòng. Suốt tháng quanh năm nó lo công việc của bộ đội. Nó sẽ không ở gần con. Như thế là khổ lắm rồi. Bố ơi, tình chúng con đã như sơn dính chặt. Sao bố nỡ chia lìa chúng con? Thôi, bố khuyên con không nghe nữa. Thì để cái áo nó bảo con vậy. Bố nó định bó áo cho con gái à? Thì cũng phải xem cho nó hết đường hết nhẽ đi chứ. Bảo vào lấy ngay cái áo con gái ngày xưa cho tôi. Bố chẳng cần bó áo cho con đâu ạ. Hay dở thế nào, về sau con chịu được mà. Tôi bảo bà vào lấy cái áo con anh cho tôi cơ mà. Áo con gái đây này, bố ấy à. À, một cao chẳng nả và chắc chứ bó trò trở năng đi. À, trong ủng trở chú tái trái trở trong mô trong to nả cái tàm to lắm mô tàm chiếng này. À, sẽ chú biển đùi trong đùi cái bú mi trở đùi trước đùi tuyết bốc bái biển đùi trong đùi cái bó bao biển phố mía bao sảo bởi mỡ. Ua! Hỏng thật rồi. Quẻ bói nói gì hả bố ấy? Quẻ bói này nói 1425. Dù có phải lấy nhau cũng không thành vợ thành chồng. Quẻ bói 1425 hả bố? Đúng rồi đấy con gái ạ. Một lần là một lần quẻ bói hay, hai lần là hai quẻ bói dở. Dù thằng Lường Inh có cá to đưa mẹ thái ướp chua, cá nhỏ sấy khô sát muối, cá giản trên đã đủ thừa đủ, gà vịt kia đã nhiều thừa nhiều, thì con cũng phải tránh xa ngay nó. Con à. Không, con không tin vào quẻ bói. Con không tin đâu. Anh, thôi về đi anh. Mày về đi, tao không về đâu. Không về? Thế mày định ở đây chơi với thùng luồng dưới sông à? Tao cũng đang muốn chết đây. Muốn chết? Không lấy được Lường Inh làm chồng, tao chết đi cho xong. Điên! Bố tao có vẻ thích Cầm Văn. Mà bố tao đã thích thì... Sao bố lại biết Cầm Văn? Hắn đến nhà tao tặng bố tao nhiều quà lắm. Tao nghĩ mày với Lường Inh nên cưới nhau đi thôi. Tao cũng không biết nữa.
Thôi về đi, để tao tính cho. Nhưng mày tuyệt đối không được tin vào mấy cái quẻ bói ấy. Đã nhớ chưa? Mày là bí thư chi đoàn, mê tín như vậy thì còn thanh niên nào chịu theo mày nữa hả? Đi. Cháu mời bác vào đây ạ. Cậu mời ta những món này thật sao? Kìa bác, toàn những món rẻ tiền đấy mà. Rẻ tiền á? Vâng ạ. Đấy là do cháu không đặt trước, nên nhà hàng không chuẩn bị những cái món mà đến nhiều tiền như đèo Văn Long cũng không được dùng đâu. Thôi, mời bác ngồi xuống. Cậu là cậu ăn ngon hơn cả đèo Văn Long ngày xưa đấy. Thôi, bác thông cảm. Bác dùng tạm với cháu vài món này. Cả đời ta chưa bao giờ được nhìn thấy món ăn ngon như thế này Cầm Văn ạ. Bây giờ hai bác cháu ta làm một chút khai vị nhé. Chả gì thế? Rượu mà bác. Rượu? Sao rượu không để trong cái vọt thế này? Rượu Tây ạ. Bordeaux, rượu xịn của Pháp đấy. Rượu Tây? Vâng. Thế nhiều tiền không? Rẻ hơn củi trôi trên sông Đà. Có vài trăm nghìn thôi mà bác. Vài trăm nghìn? Một tạ rượu mà bằng mấy tạ thóc cơ? Dạ, bây giờ cháu xin kính lão đắc thọ ạ. Kìa, bác nhấp thử đi chứ ạ. Bác thấy thế nào ạ? Ngon lắm. Rượu Tây có khác. Dạ. Không như là rượu của mẹ con ấy ở nhà ta nấu đâu. Bây giờ cháu mời bác dùng thử tiếp món này ạ. Cậu tốt với ta quá Cẩm Văn ạ. Món là đã ngon, rượu lại càng ngon. Ta uống thế này say chết. Bố cháu ấy có cả một tủ rượu Tây nhá, hàng trăm chai. Người ta biếu ấy mà. Có thật không? Thật ạ. Bác ơi, cháu yêu em ấy nhà bác thật lòng. Bác đồng ý cho cháu làm rể gửi bác nhá. Tục lệ đó người Thái ta bỏ từ lâu rồi. Không sao ạ. Cháu chỉ muốn được ở bên em ấy, để em ấy hiểu được cái lòng tốt của cháu như bác thôi ạ. Chứ nếu như ở hai nơi cách biệt thì làm sao mà em ấy có thể quên được thằng bộ đội biên phòng mà chấp nhận cái tấm lòng của cháu chứ ạ. Cũng có lý. Để ta nghĩ xem sao đã. Nếu như cháu được làm con rể của bác ấy, thì bác được uống rượu suốt ngày mà toàn rượu Tây thôi nhá. Rượu Tây à? Cầm Mai, anh cứ có việc đi công tác tại bản sao? Thế cứ phải có việc thì anh mới được xuống bản à? Thì là vì cái gì cơ chứ? Vì Cầm Mai không được hay sao? Anh Cương, đừng nói dối Cầm Mai như thế. Anh không nói dối Cầm Mai đâu. Anh xuống bản là để gặp em đấy. Em đang định lên đồn biên phòng các anh. May quá lại gặp anh ở đây. Có chuyện gì thế Cầm Mai? Em đến là vì chuyện của ấy và anh Lương Inh. Vậy mà anh cứ tưởng là... Không, em cũng định lên để thăm mấy anh trên đó luôn. Vậy thì đâu phải là thăm anh. Ai mà dám. Thì Cầm Mai thấy Lương Inh và anh đó, anh muốn chúng mình như họ. Không, chuyện cái ấy còn đang rối tung rối mù lên đấy. Anh mà muốn mình như họ thì Cầm Mai chẳng dám đâu. Thế có chuyện gì vậy? Anh nhắn anh Lương Inh về ngay. Có người đang muốn làm rể nhà bác Duyên đấy. Ai? Nghe đâu bố hắn làm rất to ở dưới huyện, mà bác Duyên có vẻ quý hắn lắm. Vậy anh phải về báo tin với Lương Inh ngay. Anh đi ngay đi. Anh đi nhá.
Ôi Cẩm Văn, con định đi đâu thế này? Con sang nhà ông nội để chơi một thời gian. Con định sang nhà ông nội thật sao? Liệu con có chịu nổi cái nơi buồn tẻ hay không? Thì con muốn thế mà. À, mẹ cho con xin ít tiền đi. Thế con đi chừng nào con về? Ôi giời, chán thì con về. Hỏi nhiều đấy nhỉ? Ôi giời, con đi đây. Con... Theo mày, bây giờ tao phải làm gì? Thì về, xin phép cưới em Ấn chứ sao nữa. Nhưng tao có nhiệm vụ phải làm. Như mày biết rồi đấy, nhiệm vụ của chúng mình rất gian khổ. Tao không muốn Ấn phải khổ. Thì cứ phải về, xem rõ thực hư thế nào chứ. Nhưng tao không được phép về. Thì trốn về nửa buổi, tao sẽ giúp. Anh Cẩm Văn, làm cái trò gì vậy? Anh đến thăm em. Anh đến tôi có thăm bị em. Làm sao đâu mà anh phải thăm như thế. Kìa. Bỏ ra, bỏ tôi ra. Buông tôi ra, buông ra. Anh Cẩm Văn làm cái trò gì để buông tôi ra? Cứu, cứu tôi với. Làm gì đấy? Bỏ ra! Bỏ cô ra! Bỏ ra! Mày là thằng nào? Tôi hỏi anh câu ấy mới đúng. Tao á? Là rể gửi nhà này. Không, nó nói láo đấy. Anh là Cẩm Văn. Phải. Thế mày là... Lường Inh, đồn biên phòng. Lường Inh chính là mày. Thế mày muốn gì? Tôi muốn nói chuyện với anh như hai người đàn ông. Này, anh là người yêu của tôi. Vì thế anh hãy dừng ngay cái trò ve vãn tán tỉnh cô ấy đi. Hiểu chưa? Tao đấy cần biết. Đến lượt tao nói cho mày nghe nhé. Anh là gái chưa chồng. Tao có quyền tán tỉnh cô ấy. Phải. Tao sẽ cưới bằng được cô ấy làm vợ. Đúng. Anh là cô gái chưa chồng. Nhưng chúng tôi yêu nhau. Chúng tôi đã thề với nhau là sẽ lấy nhau. Lãng mạn nhỉ. Nghe này, tôi đã rất tử tế với ông. Nếu ông còn xử sự như hôm nay với anh, tôi sẽ không tha cho ông đâu. Này, ông mày nói cho mày biết nhé. Động vào ông mày là động vào Ủy ban Nhân dân huyện. Nghe chưa con? Tôi cảm ơn. Không được nói với tôi cái giọng ru côn như thế. Tôi nhắc lại, hôn hồn thì đừng có gây khó dễ cho anh. Hiểu chưa? Thằng chó, tao sẽ thay thầy mò làm ma cho mày.
Thế ông già bà già mày đã biết chuyện này chưa? Dạ chưa. Tốt nhất là không để ông bà già em biết ạ. Thế thằng đó là thằng nào? Thằng đó là bộ đội biên phòng. Nó tên là Lường Inh. Nó giỏi võ nghệ lắm ạ. Vậy thì càng phải để cho ông già bà già mày biết chuyện này. Đi với tao. Đi. Đi. Ôi giời ơi, nó dám đánh con tôi thế này cơ à. Mẹ sẽ không để nó yên đâu. Dù phải xới tung cái đồn biên phòng đó lên. Lắm chuyện. Đàn bà con gái dưới huyện thì thiếu gì mà phải mò lên đó. Ông nội mà biết thì. Ôi giời đất ơi, cả đời tôi không dám đánh con một cái nào. Thế mà để nó đánh con tôi thế này. Anh không nghĩ cách trừng trị nó, lại còn mắng con. Hai mẹ con lên nhà đi. Đi lên đây con. Đúng là đồ đàn bà. Anh Thắng à, việc cháu Cẩm Văn tuy có đau xót, nhưng mà lỡ xảy ra rồi. Bây giờ ta phải làm cách nào đó để không những thằng lính biên phòng đó mà cả đồn nó phải lao đao. Tôi sẽ không để yên vụ này đâu, hiểu chưa? Thôi, chuyện đâu còn đó, để tôi tính. Cách gì không quan trọng, miễn là đạt được hiệu quả. Tôi sẽ giúp anh. Thôi, này, cầm ít tiền và thuốc thang cho cháu. Có đúng là tay Cẩm Văn ấy bị trượt chân ngã tự gây thương tích cho mình chứ? Khổ quá. Chẳng nhẽ đội trưởng không tin em. Sự việc xảy ra như thế nào thì em chỉ biết trình bày một cách thành thực như thế đó. Thôi được, giấy bút đây. Cậu ấy làm bản tường trình lại toàn bộ sự việc xảy ra từ đầu đến cuối như thế nào. Tường trình? Gì cơ? Thì người ta đã có đơn tố cáo cậu vô cớ đánh người lương thiện. Theo nguyên tắc, cậu phải làm bản tường trình để nộp cho ban chỉ huy đồn. Nhưng... Không nhưng nhức gì hết, làm đi. Đội trưởng, rõ ràng là em bị oan mà. Cậu có còn là người lính biên phòng nữa không? Thật ra, anh đang muốn làm gì cậu ấy? Thưa bố, con chỉ đòi hỏi sự công bằng cho cháu đích tôn của bố thôi à. Công bằng? Sự công bằng nào ở đây? Anh nên nhớ, chính con trai anh đã làm một việc rất là mất tình cảm. Bố nói gì cơ? Có lẽ anh không biết một sự thật. Cậu Lường Inh và con bé Ánh, nhà lò Văn Duyên, sắp sửa tiến tới hôn nhân. Ấy thế mà nó lại phá đám. Đó là cái sai thứ nhất. Còn cái sai thứ hai là chẳng may thằng Cẩm Văn bị ngã, nhưng lại cố tình lưu loa lên rằng thằng Lường Inh hành hung nó. Lẽ ra anh không nên tiếp tay cho sự hư hỏng của nó. Vậy mà... Bố nói như thế, khác nào bố bảo thằng cháu đích tôn của bố là đứa ngậm máu phun người. Nếu mà tôi nói như vậy, cũng không có gì là quá đáng. Sau khi sự việc xảy ra, cậu Lường Inh đã đến gặp tôi để trình bày toàn bộ sự việc. Thế bố lại tin một kẻ đang âm mưu trốn tội à? Tôi
chỉ tin vào sự thật, vào cái đúng thôi. Thế nào là đúng cơ ạ? Cậu Lường Inh không phải là người như anh nghĩ. Đó là một người lính biên phòng rất tốt. Anh hiểu chưa? Tại sao bố lại bênh vực cho cái thằng vô danh tiểu tốt như cái thằng Lường Inh nhỉ? Trong khi con trai của bố, cháu đích tôn của bố, thì bố lại... Anh bảo ai là loại vô danh tiểu tốt? Anh nên nhớ, cậu Lường Inh là con người được giáo dục tử tế. Ông bố cậu ta là người rất biết dạy con. Anh không chấn chỉnh lại việc giáo dục con thì nhất định thằng Cẩm Văn sẽ không còn thuốc chữa nữa đâu. Bố nói gì con không hiểu. Anh đừng có giả bộ ngô nghê. Việc anh cần phải làm ngay lúc này là lập tức trở lại đồn biên phòng xin rút đơn tố cáo. Không, anh sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự đấy. Tôi nhắc lại, phải rút lá đơn, đồng thời xin lỗi ban chỉ huy đồn biên phòng. Không bao giờ có chuyện đó đâu bố. Anh không làm, tôi làm. Ông làm sao vậy? Ông vẫn lo lắng về việc thằng Lường Inh đấy à? Đúng. Tôi không ngờ bỗng dưng con mình trở thành một đứa vô tổ chức, vô kỷ luật đến như vậy. Nó đã dám làm cái việc mà không một người lính biên phòng nào dám làm. Ông ơi, sao ông vội nghĩ oan cho con mình thế? Bà nói thằng Lường Inh bị oan. Vâng, tôi là mẹ nó. Tôi còn lạ gì tính nết của thằng Lường Inh cơ chứ. Nó không phải là đứa hư thân mất nết đâu ông ạ. Từ ngày tiếp bước ông trở thành bộ đội biên phòng, con nó được giáo dục rèn rũa đến nơi đến chốn. Nó là đứa biết phép biết tắc lắm. Nó sẽ không làm xấu mặt vợ chồng mình đâu ông ạ. Nhưng nếu đúng chúng nó tranh nhau một đứa con gái thì rồi không biết điều gì nữa sẽ xảy ra. Em xin anh, xin ban chỉ huy đồn, đừng kỷ luật anh Lường Inh mà khổ thân anh ấy. Anh ấy không có tội đâu ạ. Căn cứ vào đâu mà cô ấy có thể khẳng định là cậu Lường Inh vô tội? Em hiểu con người anh ấy hơn cả bản thân mình. Cứ cho là như vậy. Nhưng khi Lường Inh gặp Cầm Văn ở bờ suối, cô ấy có mặt ở đó không? Không ạ. Thế thì tại sao cô lại khẳng định là Lường Inh không gây sự với Cầm Văn? Em tin chắc là Lường Inh không bao giờ tự nhiên đánh người mà. Thôi được rồi, bây giờ cô ấy cứ về bản đi. Sự việc của cậu Lường Inh như thế nào thì... Nhưng chỉ huy đồn phải hứa với em là sẽ không bao giờ kỷ luật anh Lường Inh cơ. Lường Inh có bị kỷ luật hay không còn chờ vào kết quả điều tra xác minh cụ thể sự việc. Cô hiểu chứ? Nhưng nếu... Việc cậu Lường Inh đúng sai như thế nào là trách nhiệm của ban chỉ huy đồn chúng tôi. Cô hiểu chứ? Thôi cô cứ về đi. Những gì bác trình bày là đúng chứ? Vâng. Tôi xin lấy tư cách của một lão thành cách mạng ra để đảm bảo. Vậy cháu sẽ triệu tập Cầm Vân lên để lấy lời khai. Vâng. Xin chú cứ âm thầm gọi nó lên để lấy lời khai. Chứ để bố mẹ nó mà biết làm loạn lên thì hỏng hết. Cháu cảm ơn bác. Tôi biết làm như vậy là không phải với con với cháu. Thế nhưng đồng chí Tính biết làm sao được. Bác làm như thế thực ra là giúp Cầm Vân đó. Thương cho roi cho vọt mà bác. Thôi, chào đồng chí, tôi về. Vâng, chào bác. Anh à, từ nay mày thôi gặp gỡ thằng Lường Inh được rồi đấy.
Không nên đâu. Sao lại thế hả bố? Nó là đứa không xứng đáng làm chồng của con đâu. Tìm đứa khác đi thôi. Con thấy chẳng ai tốt như anh Lường Inh bố à? Tốt gì nó? Tao không muốn nhìn thấy mặt nó dưới chân cầu thang nhà này rồi. Không muốn đâu. Mày hiểu rõ chưa anh? Bố anh nói gì thế? Còn nói gì nữa? Nếu nó đánh được con nhà người ta, nó sẽ đánh được mày. Bố, bố nói Lường Inh đánh người là không đúng đâu. Tất cả là do Cầm Văn mà bố. Ông nói thế không đúng đâu. Nếu nó đánh người ta thì bộ đội đuổi cổ nó từ lâu rồi. Bộ đội biên phòng gì nó? Mà nếu nó không đánh thằng Cầm Văn thì ai tố cáo nó? Ở đời này ai làm cái việc gắp lửa bỏ tay người? Rời đánh đấy. Bố, nhưng mà... Không có nhưng mà gì hết. Nếu mày muốn làm con gái tao, làm con gái dòng họ Lò Văn, thì mày phải nghe tao. Thôi ngay thằng Lường Inh đi. Tao chỉ nói một lần thôi. Thiếu gì trai đẹp, thiếu gì trai tài, thiếu gì bộ đội biên phòng hay giỏi, mà mày phải chọn thằng Lường Inh cơ chứ. Mày phải tìm đứa khác ngay đi. Không, tao chỉ nói một lần thôi đấy. Bố, việc chọn chồng của con xin bố cho con tự quyết định. Dù khổ thế nào, về sau con xin tự gánh chịu mà bố. Mày quên rằng mày là con gái tao rồi hả? Tao không muốn thằng rể đánh người, nghe chưa? Con rể mo lại là người phạm tội thì tao biết làm mo với mừng trên mừng dưới thế nào được hả? Anh kiểm đi. Chú hài lòng với chất lượng hàng anh giao chứ? Dạ được ạ. À, một tuần em lên lấy hàng có được không ạ? Khi nào cần tôi nhắn. Nếu tôi chưa gọi đừng có lên. Vâng, cũng được. À anh này, bây giờ cũng muộn rồi, anh cho em tá túc nhà một đêm có được không? Không được. Chú đến thế nào thì phải đi thế. Nhưng mà bây giờ muộn rồi, đường tối nguy hiểm lắm. Không, anh không quen tá túc người lạ qua đêm nhé. Sao? Lại một đêm nữa mất ngủ à? Cậu cũng mất ngủ à? Cái thằng vô lo vô nghĩ như tôi thì có biết mất ngủ là gì? Thế sao ông lại... Sếp tôi không ngủ thì làm sao tôi ngủ được cơ chứ? Nhớ nàng Ánh đến nỗi mất ăn mất ngủ cơ à? Đầu óc đâu mà nhớ Nhung nữa chứ. À mà này gì, tự dưng tôi lại muốn uống rượu ông Cương ạ. Uống rượu? Thưa các đồng chí đại diện đồn biên phòng, thưa anh Cầm Thắng và các vị,
sau khi nhận được công văn đề nghị can thiệp của đồn biên phòng về việc anh Cầm Thắng có đơn tố cáo thiếu úy Lường Inh thuộc biên chế của đồn biên phòng đã vô cớ hành hung anh Cầm Văn là con trai của anh Cầm Thắng. Chúng tôi đã tiến hành tổ chức điều tra xác minh vụ việc và hôm nay chúng tôi chính thức thông báo kết luận điều tra của cơ quan công an huyện về vụ việc mà tôi vừa nêu trên như sau. Thứ nhất, thiếu úy Lường Inh chủ động tìm gặp anh Cầm Văn tại bờ suối để nói chuyện có liên quan tới chuyện tình cảm giữa ba người, gồm có Lò Thị Ánh, anh Cầm Văn và thiếu úy Lường Inh là có thật. Thứ hai, việc thiếu úy Lường Inh vì ghen tức đã cố tình hành hung gây thương tích cho anh Cầm Văn là không có, như trong đơn tố cáo của anh Cầm Thắng đã phản ánh. Tôi phản đối kết luận của cơ quan điều tra. Anh Cầm Thắng, xin anh cứ bình tĩnh để nghe tôi đọc hết bản kết luận điều tra đã. Tôi không thể bình tĩnh được. Nếu cơ quan công an điều tra đã kết luận như thế, thì hóa ra một công chức nhà nước, một trưởng phòng trực thuộc Ủy ban Nhân dân huyện như tôi là kẻ vu khống à? Việc đó đúng sai thế nào, xin anh cứ hỏi con trai anh thì anh sẽ rõ. Thế là thế nào hả Cầm Văn? Cầm Văn, con nói đi chứ. Cầm Văn, con nghe bố nói gì không? Dạ, con đã thừa nhận với cơ quan công an là con bị ngã, chứ không phải là do Lường Inh đánh. Trời ơi, con đúng là... Thủ trưởng, thế bây giờ thế nào rồi thủ trưởng? Cứ hỏi bạn cậu ấy. Mà thôi, cứ về đồn rồi sẽ biết. Dạ, thưa thủ trưởng. Gì thế? Tiện đường, xin phép thủ trưởng cho em được ghé qua nhà Ánh để thông báo cho cô ấy biết. Kẻo cô ấy lại... Không được. Cậu định cộng thêm một án thứ hai vào trong vòng một tháng à? Nhưng em sợ Ánh sẽ... Đây không phải là lúc cậu được hưởng chế độ nghỉ phép, hiểu chưa? Em biết. Em chỉ xin thủ trưởng cho em... Hãy tôn trọng kỷ luật của người lính biên phòng đi. Bây giờ làm thế nào cậu? Chuyện đó cậu cứ để tớ nói với thủ trưởng Thái cho. Con vừa nói là bên công an huyện đã có văn bản kết luận là con vô tội. Dạ vâng. Vì con có hề đánh cháu đích tôn của bác Cầm Chiến đâu bố. Thế thái độ của ban chỉ huy đồn con ra sao? Dạ, vì con không có lỗi, nhưng ban chỉ huy đồn vẫn khiển trách bố ạ. Thế nghĩa là sao hả con? Dạ, vì chính con đã làm sứt mẻ tình cảm quân dân. Ban chỉ huy đồn xử lý như vậy là hợp tình hợp lý. Vắng mặt không có lý do, bị phê bình là còn nhẹ đấy con ạ. Vâng, con sẽ rút kinh nghiệm về sau bố ạ. Ừ, phải thế thì mới là người có chí tiến thủ. Còn người ta sống ở trên đời, không thể không có lúc vấp ngã. Nhưng khi vấp ngã rồi thì phải biết đứng lên mà đi tiếp. À, như thế mới là bản lĩnh của người đàn ông. Con hiểu không Lường Inh? Con hiểu bố ạ. À, mà thôi, con tranh thủ ghé qua nhà về thông báo cho bố mẹ biết, bố mẹ yên tâm. Còn bây giờ con xin phép bố cho con đi. Con về đồn à? Dạ không ạ, con... À, con muốn qua nhà cái Ánh phải không? Dạ, vâng ạ. Thôi, con đi đi.